Xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Niệm Giá Kho. Và ngày hôm nay chúng ta đang ở trong chuyên mục giới thiệu sản phẩm mới. Trước mắt chúng ta đây là tấm nệm lò xo tối độc lập Riveron. Như là mọi người đã xem ở đầu video thì đây là một tấm nệm lò xo được ép trên không và được cuộn tròn lại. Mục đích của cái việc ép trên không và cuộn tròn này giúp cho cái việc di chuyển và vận chuyển nệm được dễ dàng hơn, đặc biệt là đối với những gia đình hoặc là những chung cư mà có thang máy nhỏ thì chúng ta vác lên rất là dễ dàng. Trước đây để vận chuyển lên những cái chung cư hoặc là những cái gia đình mà có cầu thang nhỏ như vậy, một là chúng ta sẽ phải dòng dây và kéo lên từ ban công, hoặc là những hoặc là ban công mà cao quá thì thôi, chúng ta đành phải lựa chọn một tấm nệm khác chứ không thể là sử dụng nệm lò xo được. Vậy thì cái khó khăn này nay đã được khắc phục bằng tấm nệm lò xo cuộn tròn Riveron này. Tấm nệm lò xo túi Riveron này là nệm lò xo túi độc lập nhé mọi người. Tức là từng cái con lò xo nó hoạt động riêng lẻ, tách rời nhau ra. Khi mà chúng ta nằm ở trên này, người ở bên cạnh có xoay trở hay là hoạt động như thế nào thì chúng ta cũng không bị ảnh hưởng, không bị tỉnh giấc. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời, đặc biệt là phù hợp cho những cái người mà dễ tỉnh ngủ hoặc là những cái người già khó ngủ vào ban đêm. Những cái con lò xo này được làm từ thép carbon Malaysia cao cấp 2.2 ly và nó có độ đàn hồi rất là tuyệt vời. Mình sẽ thử cho mọi người thấy ở đây, nệm rất là đàn hồi rất là tốt. Và tấm nệm lò xo túi độc lập Riveron của chúng ta có một cái lớp mút dày lên đến 5 phân như này. Mọi người thấy ở đây, nó chia tấm nệm ra thành 3 viền. Phần mút của chúng ta ở trên đây rất là dày, nệm rất là êm, cực kỳ là êm luôn. Cái lớp lò xo ở dưới này nó sẽ không, chúng ta sẽ không cảm nhận thấy nó, không bị đau bởi cái lớp lò xo ở bên dưới. Nệm được may thành 3 viền rất là chắc chắn như thế này đây. Cực kỳ là bền với từng đường kim mũi chỉ được may rất là chắc chắn. Và tấm nệm này của chúng ta có chiều cao là 27 cm, một chiều cao rất là lý tưởng cho tấm nệm lò xo. Và nệm lò xo túi độc lập Riveron này có thời gian bảo hành lên đến 10 năm. Một cái tin vui nữa là bởi vì nệm là nệm lò xo túi cuộn tròn nên là sẽ được vận chuyển rất là dễ dàng, thậm chí là vận chuyển toàn quốc. Và để biết thêm thông tin chi tiết về giá cả của tấm nệm lò xo túi độc lập Riveron này, mọi người hãy click vào link ở bên dưới nhé. Và cuối cùng để mua được nệm thì hãy tham khảo tại website niệmgiakho.com của chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay.